Hello mọi người, ở video hôm nay, mình sẽ chỉ ra một số thay đổi mà có thể ảnh hưởng ít nhiều tới trải nghiệm game của các bạn ở bản cập nhật 2.0 sắp tới. Hãy cùng mình đi tìm hiểu nha. Đầu tiên là thông báo diệt, cái thông báo chính giữa màn hình mỗi khi bạn hạ gục hay nốc được kẻ địch. So với phiên bản hiện tại, thông báo này sẽ chỉ còn là những ký hiệu hình ảnh và nó rất nhỏ. Nếu đang tập trung combat, nốc được hai người liên tiếp có khi bạn còn không nhận ra điều đó. Những người bị cận chắc lại phải đầu tư kính mới rồi. Thứ hai là về cửa hàng vật tư. Ở bản 2.0 cửa hàng sẽ vẫn còn, nhưng có sự khác nhau đôi chút ở các map. Đặc biệt map Livic, cửa hàng sẽ có thêm một số vật phẩm đặc biệt, giúp biến khẩu súng của bạn về dạng XT. Ví dụ khẩu M24 này, sau khi mất 6 giây cuộc đời và 10 xu, chúng ta đã có một khẩu súng với băng đạn xịn sò con bò. Nó hơn hẳn súng thường một viên đạn. Ở các súng AKM và M4 thì băng đạn được tăng sức chứa lên khá nhiều. Cụ thể là hơn M24 hẳn 2 viên, tổng là tăng 3 viên đó. Như ở video trước, mình có review cây này. Có 93.000 anh em đã xem, thì tới 90% là nói nhái Wi-Fi. Chắc nhà phát hành cũng đã nghe được tiếng lòng của mọi người, nên quyết định đem cây này trồng đại trà luôn cho bỏ tức, thay vì chỉ có 3 cây duy nhất trong khu mít từ như trước. Đúng vậy, ở lần cập nhật đầu của bản test, chỉ có đúng 3 cây. Nhưng sau vài lần sửa, bây giờ chúng ta không khó để bắt gặp chúng trong lúc chạy bo. May mà nó chỉ xuất hiện ở Map Livic. Còn đây là con xe bị dính lời nguyền. Bỏ qua yếu tố dễ lên bảng, mình đã khen con xe này đi khá nhanh và dễ lái ở video trước, thì bây giờ nhà phát hành lại búp sức mạnh, nhưng mà là xuống lòng đất cho em nó. Thay vì chạy tốc độ bàn thờ 120 km/h như trước, giờ hết ga hết số, nó mới lết lên được 90 thôi, và còn khó lái hơn. Mấy giây sim boy còn chưa kịp thể hiện thì em nó đã ăn nét nặng tay từ trong trứng nước rồi. Chuyên mục gì view sàm có tâm hôm nay tới đây cũng kết thúc rồi. Các bạn thấy những thay đổi trên như thế nào? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận nha. Hẹn gặp mọi người ở những video sau.